kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi mục điểm tin an toàn giao thông. Trong tuần qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm cả ba người trong cùng một gia đình tử vong. Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8 tháng 7, xe ô tô biển số 72A-15325 do ông Huỳnh Minh Hiếu, 40 tuổi, trú tại thành phố Bà Rịa điều khiển. Lưu thông trên đường đang thi công vào nhà máy lọc dầu xã Long Sơn, hướng đi từ đường Hoàng Sa vào nhà máy lọc dầu. Khi đến ngã ba giữa đường 28 tháng 4 và đường vào nhà máy lọc dầu thì xảy ra tai nạn giao thông với xe mô tô 72E156620 do anh Vũ Trung Hiếu 25 tuổi, trú tại thị xã Phú Mỹ điều khiển, phía sau chở vợ là chị Lê Thị Thanh Thúy 22 tuổi và con gái 1 tuổi. Hậu quả của vụ tai nạn làm cả 3 người ngồi trên xe mô tô tử vong. Nhằm kịp thời chia sẻ với những mất mát, đau thương của gia đình các nạn nhân bị tai nạn giao thông, sáng ngày 9 tháng 7, đồng chí Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Vũng Tàu cùng đại diện các phòng ban thành phố Vũng Tàu đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng với gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông nói trên. Cùng với đó, đoàn cũng đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 9 triệu đồng. Cùng ngày, đoàn công tác Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng. Thưa quý vị, vụ tai nạn giao thông thương tâm nói trên một lần nữa là lời nhắc nhở cho tất cả những người tham gia giao thông cần hết sức lưu ý, cẩn trọng khi lưu thông vào các giao lộ. Trong chương trình tuần tới, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các đồng chí một số khuyến nghị về các quy tắc nhường đường ở những nơi có đường giao nhau. Kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin điểm lại tình hình tai nạn giao thông và công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 9 người. Trong đó, có một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 8 vụ, số người chết tăng 1 người, bị thương giảm 5 người. Về nguyên nhân xảy ra tai nạn, 3 vụ do chuyển hướng không đảm bảo an toàn, 3 vụ do không làm chủ tay lái, một vụ do đi không đúng phần đường, một vụ do lưu thông ngược chiều, 4 vụ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông 1.388 trường hợp, trong đó không đổi mũ bảo hiểm 371 trường hợp. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.029 trường hợp với tổng số tiền phạt là 605 triệu đồng, tạm giữ 213 ô tô, xe máy tước giấy phép lái xe có thời hạn 87 trường hợp. Mục điểm tin an toàn giao thông tuần này đến đây đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Thân ái, chào tạm biệt.